Chào tất cả anh em, thì mình là LTL đây, đẹp trai MX03 đến từ Bắc Giang. Ok, cảm ơn tất cả đã quay trở lại với kênh RGFF LTL của mình nha anh em. Thì trước khi vào clip ngày hôm nay thì anh em có thể nhấn nát nút like không, bấm like để được đẹp trai nha. Đấy, cái nút like của anh em là tuy không giúp LTL kiếm thêm một đồng nào nhưng đó động lực cực kỳ lớn để LTL ra đều clip và nhiều clip hay hơn nữa nha. Nên anh em đừng có ngại gì, anh em bấm like giúp mình nha. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì anh em bấm vào nút đăng ký kênh và bật cái chuông đấy nha, để giúp LTL sớm đạt được 2 triệu sub nha anh em ơi. Mà khi LTL đạt được 2 triệu sub thì LTL có rất là nhiều phần quà dành cho anh em luôn, nên anh em đừng có ngại gì nhá. Đấy thì bây giờ mình sẽ ra cho anh em một câu hỏi luôn nhỉ. Hôm nay mình ra cho anh em một câu hỏi sớm luôn để anh em nhận quà nhá. Thì đố anh em biết cháu gái mình tên là gì anh em ơi. Đấy, câu hỏi cực kỳ đơn giản, anh em nào trả lời đúng cái và nhanh và sớm nhất kèm theo ID game và mình sẽ tặng quà anh em luôn nhá. Và anh em nhớ là điều kiện để nhận quà là anh em phải xem từ đầu đến cuối clip này, không được tua. Anh em nào mà tua ấy mình biết được mình sẽ không tặng quà đâu nha, mình là chủ video mà anh em ơi. Thì hôm nay mình vừa mới nghe một thông tin cực kỳ sốc anh em ạ, thông tin nóng hổi luôn. Thì mình chuẩn bị được sở hữu một cái bộ đồ nâng cấp nha bởi anh em ạ. Đấy, mình không biết là cái bộ đồ ấy như nào anh em ơi. Thì hiện tại là mình đang chơi vào lúc 11:57 anh em ạ. Đấy, khoảng 3 phút nữa anh em ạ là cái bộ đồ nâng cấp đấy nó sẽ ra mắt anh em ơi. Thì mấy thằng bạn của mình nó bảo thế anh em ạ. Nó bảo đây là thông tin dò rỉ ở bên gà rán anh em ơi. Thì không biết là có phải thật hay không thì đúng 12 giờ mình sẽ vào mình quay luôn để mình sẽ là người đầu tiên sở hữu cái bộ đồ đấy nhá. Và mình sẽ test cho anh em xem nó có tăng sức mạnh gì hay không nhá. Bình thường là bộ đồ anh em nó không có tăng sức mạnh gì đúng không? Biết đâu là bộ đồ nha 17 này nó tăng tốc độ bắn này, hoặc là tăng tốc độ chạy ra, hoặc là tăng tốc độ nhảy ra đúng không anh em? Đấy tí mình sẽ review cho anh em xem nhá. Ok, nói chung là không linh tinh như thuyền nữa. Thì trước khi và 3 cái phút đấy bây giờ mình sẽ vào mình sẽ xem có gì mới không nha anh em ơi. Rồi có cái cửa hàng quy đổi gì mới ra này. À nó cũng chả có gì anh em ạ. Ok, mình sẽ chơi một trận đi anh em ơi. Mình sẽ test một cái chế độ mới đi, cái chế độ đặc biệt này anh em ạ. Đấy, chế độ đặc biệt này, chế độ gì? Đấy, chơi khoảng 3 phút bây giờ mình ra mình sẽ quay cái bộ đồ đấy nhanh anh em ơi. Đấy thì không biết là cái bộ đồ như nào anh ạ. Đấy, mình sẽ vào mình sẽ xem cái chế độ này như nào nhá. Chế độ mới ra anh ạ. Chế độ zombie đấy, Densia à, đủ tên có vẻ chất đấy. Ui, ở trong cái map gì đây anh em ơi, cái map quần quẹo như này sao mà không di chuyển, mới không nhảy được, mới là không đấm này như nào. Là gì đây? Tiêu diệt thêm để ghi điểm. À, ok đấy anh em, ok để mình sẽ chỉnh lại cái giao diện nha. Mình chỉnh lại giao diện một mình bắn nha anh em ơi. Ok, tiêu diệt thêm rồi, tiêu diệt thêm ui, rất là nhiều thêm anh em ạ. Ui, à đủ con to đùng như anh em ơi. Rồi hiện tại mình đang đứng top mấy đây? Top 1 à? Ôi mất top 1 rồi. Mình ơi ơi cái gì bot xuất hiện à? Con bot đâu? À ui rất là đông rồi này anh em ơi. Ok mình sẽ lấy top 1 nhá. À, mình phải lấy top 1 anh em. À đây con bot đây ạ. Mình sẽ tiêu diệt con bot này anh em ơi. Con bot này. À thằng danh con này. Con bot nó đùng luôn kìa anh em ơi. À mình chạy đi đâu? Chạy đi đâu? Mày định chạy đến đây mình công ẩu đúng không? Ui trên nó đang đi lên nhỉ anh em, nó đang di chuyển lên nhỉ. Ủa hay nó đi làm gì anh em? Nó đi săn địch đúng không anh em? Con bot này nó đi săn người à? Ủa đông thế nhỉ. À, mình vẫn đang đứng đầu anh em ơi. Rồi với 6k sát thương anh em ạ. Không ngán bố con thằng nào luôn. À, giờ mình sẽ xuống đây mình bắn nhá, cho nó gần đi nhá. Bắn trên thấy xa quá. Ơ sao không xuống ta? À đây. Ơ cái gì vậy? Hảo thế nhỉ, thế này trò này chơi kiểu quần quẹo đấy anh em ơi, mà xuống không xuống luôn. Buồn cười vãi anh em ạ. Ok mình đứng đầu ấy, nhạt thế. Chả có gì thú vị đâu anh em ạ. Ôi mình vẫn chưa hiểu cái chế độ chơi như nào anh em ơi. Rồi mình nghĩ chắc là khoảng độ 3 phút rồi anh em. Bây giờ mình sẽ vào game thôi nhá, mình sẽ thoát ra vào game thôi nhá. Rồi nhận được cái khẩu súng AK bắn nó chất anh em. Lại một con bot nó xuất hiện này anh em ơi. Ok mình sẽ giết nốt đi, giết nốt con bot để cho nó đủ sát thương đi nhỉ. Cái game mình thấy nó hơi nhạt anh em ơi. Thôi chắc là bây giờ mình sẽ out ra, mình sẽ xem cái bộ đồ đấy ra chưa nhá anh em ơi. Nói chung là mình chỉ test một xíu anh em. Ok out luôn này. Rồi bây giờ mình sẽ vào vòng quay may mắn luôn nhá. Rồi ôi ở đây hả anh em? Ôi cái bộ đồ vòng quay may màu anh em. Đủ quái hắc ám huyết chiến binh nha. Ok rồi đây xem à. Ôi cái hành động gì đấy, hành động ném bom mà anh em. Ê có cả quả hành động ném điệu chôn địch nó vui anh em. Đấy ok là mình sẽ quay luôn nhá. Quay sang cái bộ đồ nâng cấp anh em ơi, để xem điệu nâng cấp nên nó sẽ được cái gì nha anh em ơi. Đấy, mấy thằng bạn mình bảo với anh ạ. Bây giờ mình sẽ đọc một câu thần chú để quay vào đó uy tín hơn nhá. Đúng bài là Sibua đấy. Ra ra bộ đồ Kelly má. Ui ôi value. Ui anh em thấy mỗi lần mình đọc câu thần chú là nó quay một phát ra bộ đồ luôn không? Một phát một. Ui Vagalin. Không tin được anh em ạ. Ui cảm xúc nhất thời anh em này. 9 kim cương một bộ đồ. Anh em nào quay rẻ hơn mình, anh em nào quay rẻ hơn mình em comment lên bên dưới. Và ai quả nhân phẩm của mình nó đi vào lòng đất nữa rồi anh em ạ. Ui trang bị luôn này. Anh em thấy chưa? Quay đúng một lần nữa này. Quay đúng một lần ra luôn bộ đồ Valin. Ok mình sẽ chụp quả màn hình nãy nha anh em ơi. Nhân phẩm của mình nó gọi là quá tốt rồi anh em ạ. Ok, còn cái hành động này mình sẽ quay lốt anh em ơi, để xem nhân phẩm mình có tốt nữa hay không nhá. Và lại mà ra hành động nữa thì thôi, mình xóa game nghỉ luôn, không chơi làm gì nữa anh em ạ. Rồi ok, mình nghĩ là chắc là không, nhân phẩm nó không tốt như vậy đâu anh em ạ. Rồi ok, để đọc một câu thần chú anh em ơi. Ôi ra, ui giời, ra cái lịt luôn anh ạ. Rồi ok, không tốt rồi anh em, nhân phẩm không tốt rồi. Rồi phát quấy rồi mới ra cái hành động. Ra cái phẩm chắc mình cứ tưởng thôi không sai anh em ơi, bởi vì mình đang làm cũng né hết mà anh em. Đấy, mình lấy cả hành động này tí mình đi. Cái hành động này chôn địch cũng vui nha, hành động này chôn địch cũng vui đấy. Ok, bây giờ mình sẽ thử xem có nâng cấp được bộ đồ hay không nhá. Rồi đây, áo đây rồi anh em ơi. Sao bộ đồ này, bộ đồ tím là như nào? Ủa không nâng cấp được cả anh em ơi. Cái gì vậy? Hảo thế nhỉ. Ui. Ok, bây giờ mình sẽ vào, mình sẽ test một cái chế độ, mình sẽ chơi một trận anh em ơi. Thằng bạn mình nó bịp mình rồi. Mình cứ tưởng cái bộ đồ nâng cấp được hay là chỉ số ẩn nhỉ anh em. Bây giờ mình thử vào, mình thử kéo tâm hay là mình thử chạy xem nó có chạy nhanh hay không nhá. Nhưng mà nói chung là nhân phẩm của mình quay cái bộ đồ này cũng khá là tốt đúng không anh em? Ảo thôi đấy anh em ạ. Ok, mình sẽ mua cái khẩu MB40 với khẩu lục bạc cái đi anh em ơi. Rồi. Ok, mình sẽ bám nha, mình sẽ test trang phục cái nha để xem nó có gì khác biệt hay không nha anh em ơi. Trông thì khá là đẹp anh ạ, khá là chất chơi người rơi rồi. Sao trông nó lại như thế này? Ok, bây giờ mình sẽ ra mình xử lý từng thằng một nhá. À đây có mỗi một thằng thôi mà. Làm cái nhẹ. À đây đừng. Cái đầu ở đây. Ui trời, AFK. Sao AFK? Thằng Văn Hương này. Sao AFK? Hay nó thấy mình nó sợ quá ra AFK nhỉ? Thấy được tên là điệp dai khoe to quá nó sợ ra AFK nhỉ anh em. Mình nghi là vậy em anh em ạ. Ok, bây giờ mình sẽ ra mình sẽ cho nó tới công đoạn thôi nhá. Đấy, nói chung là vẻ bề ngoài của cái bộ đồ này trông khá là hầm hố anh em ơi. Trông khá là chất chơi người nhện đấy. Anh em thấy chưa? Trông rất là uy tín luôn. Rồi bây giờ mình sẽ ra mình xử lý từng thằng một nhá. Thằng kia đâu rồi? Trốn đâu rồi? Vẫn là đây di chuyển anh em ơi, di chuyển này. Di chuyển rồi. Bắn ra đạn vào đầu kìa. Hay là nó tăng tỷ lệ headshot nhỉ anh em? Có lẽ nào? Mình nghi lắm anh em ạ. Bắn như này thì ai cũng đỡ nổi anh em. Vai cả liều. Ok, mình sẽ thử một lần nữa anh em ơi. Mình sẽ thử one shot một phát nữa nhá để xem nó mua khẩu súng gì nhá. Pha này bắn vào đầu thì đúng bộ đồ này, đúng là sát thương ẩn anh em ạ. Đúng là như bộ đồ nâng cấp anh em ơi. Của AVKM thì tôi chịu anh em ơi, không kéo tâm nữa đâu. AVKM cho thêm tiền thì mình cũng không kéo tâm nữa anh em ạ. Ok, mình sẽ thể hiện cái trình độ 7 AVKM của mình cho anh em xem nhá. Nào, đứng lại chị ơi. Chị ơi. À đây rồi, chị đứng im nào, chị đứng im để em căn cái đầu nào. Chị chạy đâu? Chị đứng lại nào. Mình không thoát được tao một cái. Rồi, chị ơi. Chị bình tĩnh chị ơi. Nhia cái đầu ra đây. Trời ơi, cái trình độ bắn AVKM của mình là trăm phát trăm trúng anh em ạ. Nói chung là không có đối thủ luôn. Rồi giờ mình sẽ kết thúc với tỷ số 5-0 luôn nhá. Cho chị biết thế nào là cái bộ đồ nâng cấp anh em ạ. Anh em thấy chưa? Mình rất là có tâm anh em ạ. Mình bắn mình cho 5-0 chứ không để 5-1 nhá. Đâu rồi nhỉ? Nhà mình có con chuột đôi lúc nó kêu cạch nhỉ, buồn lắm. Đấy anh em nghe gì không? Đâu rồi? Ôi chị kia đâu rồi? Cái gì ấy? Bây giờ mình sẽ chơi quả lém quả liệu này, xong bắt đầu mình bắn một viên nha anh em ơi. Ôi trong này anh em. Trong này. Chạy đặt quả keo như này. Ui chết rồi, mình chơi quả ngu người rồi. Chị lừa mình anh nhá. Chị ơi. 4-0 rồi anh ạ. 4-0 rồi thì chơi bời cái gì đây? Xóa game nghỉ luôn đi. Bộ đồ quá mạnh anh em, bộ đồ không biết có tăng gì không anh em, vào anh em test thử đã biết. Ok, mình sẽ trận này mình sẽ cầm cái khẩu này mình kéo tâm đi anh ạ. Mua thêm khẩu Mark 7 nhá. Headshot luôn. Trời ơi, anh em có thích mình quay video bình luận sâu mặt như này cho tấu hài gì không? Hay là anh em thích mình bình luận là không sâu mặt? Anh em thích như là anh em comment xuống nha, cho mình biết nha. Mình nghĩ sâu mặt nó sẽ uy tín hơn anh ạ. Đâu rồi? Chị đâu rồi nhỉ? Qua luôn anh em này, qua luôn không phải sợ anh ạ. Tầm này qua cô máu luôn, bộ đồ của mình là bộ đồ nâng cấp mà. Chị hốt hay chị AFK anh em này. Headshot luôn này. Ok, nói chung là clip của mình đến đây kết thúc nha. Cảm ơn tất cả đã theo dõi đến đây. Nếu anh em mà không có kim cương để quay bộ đồ, anh em có thể vô shop mình nhá. Cảm ơn, bye bye anh em đi. Đấy.